Các thử này. Thấy không? Chúng ta có cái object, cái biến model này này. Cái biến model của tôi á, tôi vào đăng cái model đúng không? Nó bằng new way đúng không? Thì tự động nó sẽ hiểu ngay lập tức cái object này nó là thuộc cái namespace là model B lớp A. Đúng chưa? Dỗ ngáp kịch quá ông Đức ạ. Rồi tiếp tục. Thế nếu trong trường hợp chúng ta muốn sử dụng cái lớp A nhưng mà thuộc cái namespace model A này thì làm nào? Giống như tôi vừa mới viết ở đây, chúng ta tiến hành use cái sược model A sược A như này. Nếu chúng ta viết không như thế này á, nếu chúng ta viết không như này thì chúng ta thứ nhất là phải chạy cái này rồi rằng là model A sược A này. Và chúng ta sẽ tiến hành chạy nó thì các bạn sẽ thấy nó báo lỗi ngay lập tức. Đúng không? Bởi vì nó lại gặp cái vấn đề là cái A này, cái lớp A này này là nó đã được định nghĩa rồi. Chúng ta không trong cùng một namespace thì chúng ta không thể nào tiến hành là hai cái lớp A được định nghĩa ở trong này được. Đúng không? Nếu mà kể cả các bạn có viết như thế này rồi nó vẫn bị trùng tên. Thì chúng ta phải đặt, tôi nói là chúng ta phải đặt nó cho nó một cái biệt danh là chúng ta sử dụng cái từ S, một cái alias nào đấy. Alias chúng ta sẽ đặt tên làm sao cho nó khác với cái tên nằm, cái tên class nằm trong cái namespace đang được sử dụng, đang được xử lý, đang nằm trong cái phạm vi cái địa bàn của nó thì là được. Ví dụ tôi đặt đây là X thì chúng ta đơn giản thôi, new X và define là xong. New X này thì chúng ta va đăng nó sẽ ra ngay lập tức là model A như này. Thấy không? Đấy là cách dùng namespace nhá. Lưu ý cái này, bởi vì sau này nó dùng rất là nhiều. Thấy không? Hiểu cái địa bàn và cái cách định nghĩa namespace và cách dùng namespace không? Vẫn còn ít lý thuyết nữa đến phần namespace này. Gì yeah. Anh? Đúng. Hử? Không. Không gian hiểu không? Phần còn lại của namespace là gì? Ví dụ, mỗi một cái class này của các bạn lưu ý này, mỗi một cái class này của chúng ta hoàn toàn có thể là tách mỗi một class sang một file khác nhau đúng không? Và đặt trong một thư mục vào đấy. Ví dụ sau này nếu mà học với MVC ấy, đặc biệt là trong thằng MVC, nó sẽ chúng ta thường xuyên rơi vào cái tình huống này. Chúng ta có một cái file tên là model. Một cái thư mục tên là model, một cái thư mục tên là controller. Như này. Thì những cái model này nó sẽ là mỗi file là một cái class, thì chúng ta sẽ có ví dụ file là user.php này, file product.php này, rồi thì file category.php này. Đó. Thì những cái file này chúng ta khi mà đưa vào trong cái project chúng ta xài á thì thường bọn tôi hay đặt kiểu dạng như này. Tất cả những class nằm trong một thư mục thì thường nó sẽ cùng lên một namespace. Giống như trong một gia đình, những cái thằng này nó là những thành viên trong gia đình cùng chung một mái nhà, thì bọn tôi sẽ có một cái namespace chung cho chúng nó. Namespace là model. Đó. Đặt tên, thực ra đặt tên cái model, đặt tên cái namespace ấy, thì chúng ta không có quy định gì cả. Không ai có ép đặt các bạn cả. Tuy nhiên theo thông thường người ta dùng á thì là cái tên của namespace ấy, thường nó trùng luôn với tên file, tên thư mục chứa. Được chưa? Nó thường là trùng tên luôn với thư mục chứa. Đó, để người ta phân biệt. Bởi vì chúng ta không thể nào đặt tên hai cái thư mục cùng tên với nhau ở bất kể hệ điều hành nào đúng không? Không đạt được. Cho nên là thường namespace người ta để là trùng tên với tên thư mục luôn. Đó, để dễ phân biệt. Sau này trong cái controller này thì thuộc là về namespace. Namespace là controller. Đó, namespace controller. Thì nếu mà như thế này, từ cái lớp này các bạn muốn gọi sang cái lớp user này, muốn gọi sang cái lớp product, thì các bạn chỉ việc use cái thằng product này phát là xong. Hoặc là tạo thẳng một cái đối tượng là product. Nhớ là phải qua ở trên, tạo thẳng cái đối tượng product là xong. Bởi vì hai thằng này nó có chung cùng một namespace, cho nên không cần phải tạo ra nữa, không cần phải require nữa, use nhiều nữa. Đấy chứ nhỉ? Đấy là về namespace. Thì các bạn nhớ cho tôi cái khái niệm nữa nhé.
Còn cái phần này bao giờ đến cái phần học về MVC sâu hơn một chút thì chúng ta sẽ làm nó rất là nhiều. Thao tác ứng dụng. Được chưa? Còn nếu mà các bạn tiến hành mà cái namespace này viết thành file như này này. Đây tôi để ra đây một cái namespace. Namespace là model B như này. Ở trong này tôi để dùng được cái model A hay model B class A thì chúng ta đều phải như này. Require one cái file là modela.php và modelb.php. Sau đó các bạn muốn dùng cái lớp ở cái thằng nào thì chúng ta chỉ đơn giản là use cái modela chẳng hạn, sược a như này là xong. Và cái new này nó sẽ trở thành cái modela lớp a, chạy thử cái đúng không? Nếu trong trường hợp chúng ta muốn cái này nó là của model B, chúng ta sửa cái này phát là xong. Đó. Đây là nó sẽ giải quyết cho chúng ta cái vấn đề là trong một project chúng ta muốn đặt tên nhiều class giống nhau thì yêu cầu nó là đổi sang các cái namespace khác nhau thì đều được. Được chưa? Thử đi, cô thử đi, xem có vấn đề gì lỗi phát hỏi luôn. Facebook. Mấy giờ rồi còn Facebook? Anh thử hành ngày mai. Ủa, có mạng rồi à? Có, vẫn có từ đầu. Ừ, sao tôi không có nhỉ? Tách vào thằng 3 thẻ, em thấy thành chắc chắn không có ăn được. Ờ. Thôi thế thôi, dùng 3G của mình vậy. Có ai có cần hỏi gì không? Sao? Chạy chưa? Trông mặt cái kiểu gì ấy quá, là già à? Sao? Không, thì em là nó có phân vùng được cho hàm được không? Chỉ là hàm được. Cả hàm, cả class đều được. Cái namespace này dùng được cho cả hàm nhé. Hình như cái namespace này tôi dạy lớp này một lần rồi, cho hàm đúng không? Đấy! Thấy chưa? Quen quen là chắc chắn là có rồi. Giang cái gì không quen đâu? Tắt tìm hiểu quá à? Quên, Giang nó có chứ. Nó còn ít tuổi đâu. Nó là hàm. Được chưa? Rồi, bây giờ sang MVC nhá. Tạm thời, cứ nhớ lấy cái này và vứt nó ở đây. Mấy nữa tôi sẽ dạy các bạn cái MVC nó khá là đặc biệt và dùng cái namespace này thường xuyên. Cho nên là sẽ phải nhớ nó đấy. Tiếp tục sang MVC đi. MVC. Rồi MVC là như nào? Đọc đi. Phát biểu đi. À, lại em không biết. Sao cái gì em cũng không biết vậy? Em đủ tuổi đi tù rồi, nhớ em hãm hại đời dài nhà chúng nó thì em cũng không biết à? Nào, em biết thế nào? Em biết gì là cái gì? Có
sau 5 phút để đọc. Để qua văn bản rồi. À, ngon. Gì? Gì? Văn bản rồi. Đấy, chạy mộc. Bảo thằng này nó tắt Facebook đi, nó hút hết dung lượng ngay. Thầy bạn đó ăn là... Phạt tiền. Vâng. Phạt. Bù vào tiền là em. Ôi giời đó. Dạ. Thì... Ở trường học cái này chưa? Cô sắp ra trường rồi đấy. Trang à? Hả? À? Trường mới học cái gì? Nhật Thuyền. Năm mấy rồi? Năm 3 là phải học FVC rồi. Kiểu gì chả nhắc. Hả? FVC thôi. Đây là một cái design giá bắt thần thả. Trường em là trường nào vậy? Xây dựng thì bảo sao không được học. Họ ngành công nghệ thông tin mà thầy. Hả? Trường này họ ngành công nghệ thông tin. Biết cả. Ai biết được? Thế thì tôi bảo là xây dựng mới không được học bởi vì tôi không biết. Rồi, đọc xong chưa? Đức, MVC là gì? Model. À, tôi biết biết model. View. Controller. Gì nữa? Cái gì nói to lên coi nào? Mô đồ thì chịu trách nhiệm chúng ta phải cơ sở dữ liệu. Cái này controller thì làm gì? À. Rồi, như này nha các bạn nhá. Tay thì bật quá. Cái MVC á, bản chất của nó là một cái design pattern. Biết cái này là cái gì không? Không biết à? Mấy bạn lớp 09 còn nhớ gì không? Tôi nhắc cái này rồi. Hả? À? Nói to không nào? Ờ, design pattern là gì nào? Hả? À? Cấu trúc cư mô. Thực ra gọi là cấu trúc cư mô. Nếu mà theo quan điểm của tôi ấy, cái design pattern người ta gọi là triết lý thiết kế. Giống như kiểu dạng là chính phủ với lại cái gì nhỉ? Đảng ấy. Đảng là để đưa ra đường lối, còn chính phủ là thực thi đường lối đấy. Đúng không? Thì cái design, những cái thứ mà gọi là design pattern ấy thì là người ta sẽ lý thuyết hóa một cái quy trình làm việc nào đấy. Được chưa? Hoặc là một cái cách xử lý logic nào đấy. Và cái việc xây dựng ra là việc của lập trình viên, của developer. Được chưa? Thì cái MVC này nó dựa trên, nó bản chất của nó là một cái design pattern. Dựa trên ba cái thành phần là model, view và controller. Đọc thế nó thuận mồm chứ không ai đọc là CVM hoặc là MV hay là V cái gì ngược lại. Người ta đọc này chỉ cho quen mồm thôi. Đó. Thì cái MVC này, cái mô hình MVC này này. Thứ nhất, nó xây dựng xoay quanh ba cái mô hình này, ba cái thành phần này trong một dự án. Và cái và các thành phần này nó sẽ có các nhu cầu như sau, các vấn đề như sau. Thứ nhất là thằng đến cái từ khóa đầu tiên là cái mô đồ. Cái mô đồ này thì nó sẽ là cái các cái lớp, các cái class để tương tác với DB. Các tương tác với DB.
Và sau này khi các bạn học lên bất kỳ một cái framework nào ở trong PHP hay là ở trong các cái ngôn ngữ khác ấy, thì người ta bao giờ cũng cái thằng model này người ta sẽ cố gắng hướng đến một cái thằng người ta gọi là ORM. ORM. Cái thằng này gọi là viết tắt của từ Object. Object Relation Mapping. Object Relation Mapping. Tức là nó như thế nào? Đây, tôi đang dựng cho các bạn một cái ORM đây này. Cái base model này là tương đương với một cái ORM này. Được chưa? Các bạn thực thi các câu lệnh với tương tác với cơ sở dữ liệu rất dễ. Các bạn thay đổi bất kỳ gì, các bạn save phương pháp là nó save luôn. Hoặc là các bạn thực hiện các câu query rồi các cái câu lệnh where, select các thứ kiểu cực kỳ nhanh. Thì chúng ta ở đây chúng ta có một cái là như thế nào? Vì sao gọi là ORM? Thứ nhất là chúng ta hoạt động trên cái nền tảng là model hay còn gọi là object class, đúng không? Cái thứ hai, các cái câu lệnh select, update, insert của chúng ta nó được tùy biến rất dễ dựa trên các cái điều kiện chúng ta truyền vào các cái hàm nằm trong model. Và cái thứ ba, mapping là gì? Mapping là cái kiểu chiếu, chúng ta chiếu nhau projection đấy. Chúng ta thay đổi ở DB một phát thì là với cái model này chúng ta lấy được dữ liệu mới luôn. Chúng ta tương tác với model và xếp xuống một cái thì cơ sở dữ liệu cũng thay đổi luôn. Đấy gọi là mapping, hoạt động trong cơ chế là ORM. Có bộ vậy thôi. Thì thằng này các bạn cứ nhớ cho tôi, nó là thường thường là các class giúp chúng ta tương tác với cơ sở dữ liệu. Và người ta cố gắng để hướng đến cái xây dựng theo cái mô hình ORM, theo cái khái niệm của ORM. Tiếp theo là V, đúng không? V. Bản chất cái này là một file giao diện. Giao diện nó sẽ có đủ cả HTML, CSS, JS và PHP để xử lý, để sinh ra những cái thẻ HTML động. Còn những cái này để giúp chúng ta hiển thị lên trên website. Đó là cái V. Tiếp theo là cái controller. Cái thằng này nó là để giúp chúng ta là thứ nhất, cái quan trọng nhất của nó là thu thập dữ liệu của người dùng, chứ không phải là nhận request từ người dùng đúng nha, à nhận nước nha. Được, cái controller này không bao giờ là cái thứ để nhận request từ người dùng, bao giờ nó cũng sẽ là nhận request từ một cái chỗ khác và đẩy về nó, chứ không bao giờ nó là cái file trực tiếp nhận cái request từ người dùng đâu. Chúng ta chỉ có thể nói là thu thập thông tin từ người dùng. Tiếp theo là xử lý logic. Xử lý logic và cuối cùng là điều hướng cho cái request, cho cái yêu cầu lên. Được chưa? Thì cái với cái mô hình MVC này thì ngoài những cái thành phần tham gia ra thì người ta sẽ định nghĩa lại cái thứ người ta gọi là data flow, cái luồng dữ liệu của chúng ta sẽ đi từ đâu đến đâu, chạy ra làm sao, thì người ta sẽ định nghĩa lại chạy theo cái vòng của MVC này, và tất cả các cái dự án theo mô hình MVC phải tuân thủ theo cái data flow của định nghĩa ra. Thì thường ấy, khi mà người ta tiến hành gọi một cái file dùng trình duyệt nhá, truy cập đến một file PHP đúng không? Ví dụ tôi truy cập đến file index.php, đây request đến file PHP này, thì cái file PHP này nó sẽ hiển thị là nó sẽ nhận được dữ liệu và nó sẽ tiến hành tạo một cái đối tượng của controller ra, và gọi đến cái này nó sẽ gọi đến một cái action nằm trong cái controller. Sau đó thì cái action này, trong cái action này thì người ta sẽ tương tác với thằng model. Đây, gọi tạo ra một đối tượng của model và gọi một cái hàm nằm trong model. Từ model người ta sẽ tiến hành tương tác với DB. Tức là thực hiện một câu SQL với cơ sở dữ liệu. Sau đó cơ sở dữ liệu thực thi câu SQL đấy, trả được dữ liệu cho cái class là model. Và sau đó là cái thằng model này trả ngược lại dữ liệu cho cái thằng action thuộc về controller. Sau đó cái action này người ta sẽ tiến hành là code, tức là gọi thôi, include thôi, một cái file view vào trong và truyền ra ngoài đấy những cái dữ liệu đã được tạo trước
ở trong cái action thuộc về cái controller này. Và khi mà chúng ta include một cái file PHP của dạng như này thì cái file này sẽ được trả lại cho cái trình duyệt của người dùng, cái này khái niệm gọi là response. Đó, đây là cái data flow, cái vòng đời. Chúng ta sẽ định nghĩa lại cái vòng đời của một ứng dụng theo mô hình MVC. Thì sẽ là như thế này, đây là bước 1 để gửi request lên file.php. Sau đó đến bước 2 là từ cái file index.php hoặc là file bất kỳ gì đấy.php sẽ gọi đến new ra một cái đối tượng của cái file controller để xử lý cho cái request này. Sau đó chạy vào trong cái action và đến bước 3 là bước call xuống model. 4 là model gọi xuống DB thực thi một lệnh nào đấy. 5 trả về, 6 trả về và 7 là call đến một cái file view này sẽ xử lý logic. File view sẽ render, sẽ sinh ra cái cấu trúc HTML chuẩn. Cuối cùng và sẽ đến bước 8 là trả về cho trình duyệt người dùng. Đấy là cái vòng đời. Và tất cả các cái pha, các cái dự án về mà sử dụng MVC thì đều tuân theo cái vòng đời này. Các bạn có thể ghi chép. Giờ tôi sẽ code demo bây giờ đây. Chụp chuyên ngành hả? Chụp dòng mềm có nhìn được cái gì không? Chép quyết định đâu. Yeah. Đây là cái mô hình, đây là cái định nghĩa về mô hình và là cái kiểu là cái đường lối của đảng nó như này. Còn chúng ta là chính phủ, chúng ta xích xây dựng như nào thì kệ chúng ta, miễn là nó đảm bảo được cái vòng đời như này là được. Với bản thân tôi thì với bản thân tôi đã từng trải qua khoảng tự dựng ra khoảng 3 cái mô hình MVC, mỗi cái nó đều khác nhau một tí, có cái hay có cái dở. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cách để xây dựng MVC. Một cách là cách cùi bắp. Cách đấy là để giúp cho chúng ta mấy nó đi thi chứng chỉ đây này. Thì người ta thi theo kiểu cách cùi bắp đấy. Cách thứ hai, thằng Thành làm gì đấy? Cười. Cách thứ hai là cách tôi sẽ xây dựng theo trên cơ sở là namespace và sử dụng Composer để cho nó để phục vụ cho việc các bạn là chuẩn bị sắp tới là học về Laravel. Thì Laravel sẽ xây dựng trên Composer và sử dụng tất cả đều sử dụng namespace hết. Cho nên là sẽ phục vụ cho cái việc là các bạn lên Laravel học cho dễ hơn. Thì chúng ta đến với cách dễ trước nha. Tạo một file mới. Các bạn còn giữ project hôm trước không? Các bạn bên lớp kia có không? Thế vậy các bạn vào đây nhá. Có mạng không vậy? Mấy đứa nó cắm dây như có mạng. Không có. Phát vào file đi. Khánh phát vào file đi. Desktop quang ấy. Các bạn vào theo đường dẫn này này. github.com/th/ lớp mình là cái đường dẫn gì nhỉ? 1710. Chẳng biết có không. Đây này. github.com/th/1710. Sau đó các bạn vào trong cái thư mục L27 này. Vào trong cái L27 này. Xong bắt đầu các bạn copy cho tôi cái thư mục mô đồ này ra. Thực ra là các bạn vào từng file mà các bạn copy nội dung ra thôi cho nó dễ, chứ đỡ phải tải toàn bộ project về thì nó sẽ rất là nặng. Yeah, copy hết, tạo ra một cái thư mục mới gồm cái file là file thư mục base model, tạo ra file base model.php, copy hết trong kia vất vả. Tiếp theo là tạo ra một file student.php, cũng copy hết vất vả. Và ngoài ra thì để tôi đẩy lên trên này cái file SQL nữa. Có SQL trên nào trong này chứ nhỉ? Hình như chưa có đúng không? Dump SQL file.
Đó, các bạn copy cái tôi gửi lên trên cái file, cái file pp1710sql nhé, thì các bạn copy cái nội dung của file này vào, các bạn chạy trên cái đấy thôi, chạy trên cái Navigate hoặc trên cái MySQL Workbench của các bạn, tạo ra cái DB mới tên là DB mới tên là gì vậy chạy pp1710 tên DB như này. À, đi xuống dưới hướng dẫn mấy đứa lớp 09 nhanh. Có trình độ quay làm việc. Ồ. Nhanh em. Trang nữa. Cho lấy buồn ngủ. Nghe này, xuống hướng dẫn các bạn lớp 09. B cái này về như nào? Nhanh lên. Khẩn trương. À, thái độ. Con bé này rất thái độ lồi lõm với mình. Xong chưa? Các bạn xong hết chưa? Xong rồi thì lưu ý cho tôi cái này nhá. Trong cái base model này, ở đây tôi có cái password cho cái kết nối đến cái cơ sở dữ liệu. Đây là nó phù hợp với cái máy của tôi. Còn các bạn không có thì các bạn quăng cái này đi, xóa cái nội dung ở trong này đi. Không là tèo đấy. Xong chưa? Chúng ta bắt đầu nhá. Đây, cách cùi bắp như này đây. Ví dụ như sau, chúng ta sẽ tạo ra một cái thư mục mới tên là app. Thư mục mới tên là app. Trong thư mục app này chúng ta lại tạo ra thêm 3 thư mục mới nữa tên là controller này. Tạo ra thêm một thư mục mới nữa tên là model này. Và một thư mục mới nữa tên là view này. Ra bỏ cái model này, tôi move cái model cái vào là xong.
cái tạo ra cấu trúc controller model view không ạ? Được chưa? Xong chưa? Bây giờ ở trong cái controller này chúng ta sẽ tạm thời tạo ra một cái file mới tên là homecontroller.php. Nhìn cách tôi đặt tên file nhá. Sau này các bạn cho nó quen. Tạo ra trong này sẽ có một cái class bằng home controller luôn. Đây là index chẳng hạn, function index. Sao thế báo hết pin? Hóa ra nãy giờ mình phát wifi. Được chưa? Trong này chúng ta đơn giản thôi, echo ra một cái string là home controller, gọi đến hàm index. Mỗi thế này thôi. Test xem nó có chạy vào không cả. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta tạo ở ngoài nhé. Ở ngoài của thư mục app này, ở ngoài nhé, chúng ta sẽ có một cái file mới tên là index.php. Có đúng kiểu đi thi như bạn xem. Hả? À, tức là ngang hàng với thư mục app ấy. Đây này. Ngang hàng với thằng app này là file index này. Được chưa? Trong này chúng ta dùng kiểu gì? Làm đúng theo kiểu người ta nhá. Đó là chúng ta phải require one cái file là app/controller/home/controller.php. Dẫn đúng vào cái đường dẫn đến cái file home controller này. Sau đó chúng ta sẽ có một cái biến là ctr bằng new home controller, và chúng ta có cái ctr trỏ đến hàm index. Đấy, cách của nhà người ta là như thế này. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta chạy thử nhá. Chạy thử xem nó vào đến đâu. Đây chúng ta sẽ có là localhost 1710L28 này. Enter xuống các bạn thấy nó ra cái home controller trỏ đến index chưa? Hoặc là chúng ta sượt index.php thì nó cũng vào đến thế. Được chưa?
tức là vào trong một file .php rồi thì chúng ta mới điều hướng lại cái luồng dữ liệu trỏ vào trong cái file cái lớp của home controller và hàm index trong đấy sẽ được thực thi. Được chưa? Đấy là cách người ta làm. Đây tôi sẽ bê một cái project mẫu của cái việc chúng ta đi thi lên cho chúng ta xem nó có đúng không. Đây là một cái bài số qua, bài này khá giống. Đây chúng ta nhìn thấy file vào trong này phát thì phải vào file index đúng không? Đây file index này. Include controller c tin tức .php c tin tức bằng new c tin tức, sau đó là c tin tức trỏ đến hiển thị tin tức theo mã tin tức. Đây không phải là tôi viết nha, để ở trong kia người ta cho sẵn như vậy. Đây chúng ta phải phin vào. Thì tôi làm đang làm giống y hệt này, đúng không? Tôi thay mỗi cái include bằng cái require thôi, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ vào tiếp trong controller và một hàm nằm trong controller này để viết code trong này, đúng không? Thì người ta cũng thế. Đây người ta cũng sẽ làm cái việc như vậy. Đây nó sẽ vào trong cái hàm này đây, đúng không? Người ta làm y xì kẹt như tôi, chẳng khác bên nào. Tôi làm y xì kẹt như người ta, chẳng khác gì cả, đúng nhá. Thì chúng ta thứ nhất là cái việc đầu tiên là chúng ta đã điều hướng từ một cái file PHP vào trong cái controller và một cái hàm nằm trong controller đấy rồi. Bây giờ tiếp theo tôi sẽ lấy dữ liệu ra từ cơ sở dữ liệu thì tôi sẽ phải thông qua thằng model này, đúng không? Đúng chưa? Thì bây giờ lại ở trong cái file controller kia, tôi muốn tương tác với cái cơ sở dữ liệu thì tôi phải tiến hành là điều hướng cái luồng dữ liệu xuống cái model này. Thì ở trong cái class của tôi chỉ có mỗi một cái model thôi, đó là cái student, đúng không? Thì tôi tiến hành như sau. Lại require one. Require one cái file là app sượp model sượp student.php như này này. Và ở trong cái hàm index kia chúng ta tiến hành có một cái biến là model bằng new student như này. New student. Sau đó chúng ta sẽ có cái biến model cái biến student sc bằng model 2.2.own cái này tôi viết sai. Cái này phải viết là student 2.2.own đúng không? Và vadam cái biến student. Rồi cứ biết đi, chạy đã xong rồi chúng ta sẽ thắc mắc với nhau sau, để giải đáp hết. Muốn hỏi gì hỏi. Gì vậy? Không giả. Đâu xem nào. Sao chính mình mày require cái bay model làm gì? À đúng rồi, ở trong này student. Đúng không? Không sao, cứ để nó ở đấy, đi fix. Tôi quên mất. Nhưng mà được chưa? Rồi bây giờ chúng ta chạy thử nhá, nó sẽ ra cái lỗi rất là hay. Không ra gì. Đây, chúng ta nhìn thấy lỗi là gì? Require ones
model base model fail to open stream ở cái file là student.php dòng số 2 đúng không? Đúng chưa? Nhưng mà trước khi đến với cái lỗi đấy, chúng ta nhìn thấy ở trên này chúng ta có cái gì đặc biệt không? Thế có gì đặc biệt không? File chúng ta đang xử lý là file gì? Bố láo. File đang xử lý là file gì? HTML à? Cái gì? File mà chúng ta đang xử lý này, đang viết code này. Cái gì? Open à, home controller đúng không? Thế theo các bạn, nếu mà tôi dẫn requirement như này từ home controller sang student có đúng không? Nãy nó có báo, các bạn để ý này, ở đây nó có báo sai ở home controller. Có báo sai ở home controller không? Không, thì tức là tôi dẫn đúng chứ còn gì nữa. Đây nó báo sai ở tận cái file là file gì? Student.php dòng số 2 cơ, mà tức là tôi đã gọi được đến vào trong cái ví dụ như này nhá. Ví dụ như này, ví dụ tôi sẽ comment hết cái mớ này vào. Đúng không? Tôi tạm thời comment hết cái mớ này vào. Tôi sẽ tiến hành ở đây là tôi có một cái class là student name. Đúng không? Tôi có cái hàm static function on đóng mở ngoặc như này. Đây tôi echo ở tôi return là student 2.2.on ví dụ như này. Đúng không? Theo các bạn, nếu mà tôi viết như này thì có chạy không? Đây. Chạy lòi mắt ra đây này. Thế không, nó dư cái này thì không biết là ở đâu thôi. Kệ nó. Ở đây, dư ở đây. Đây này. Chạy âm âm. Đường dẫn của tôi đâu có sai. Thế tại sao các bạn lại bỏ sai ở đây? Theo các bạn sai gì ở đây? Hả? Có giải thích được không? Khánh. Vì sao bạn lại nói cái đường dẫn ở đây sai? Theo bạn nó có sai không? Cái đường dẫn require one ấy, nó có sai không? Có sai không? Vì sao không sai? Em cũng không biết. Vì sao nó sai em cũng không biết. Vì sao nó không sai em cũng không biết. Chấm chấm ở đâu? Chấm chấm ở app ấy à? Hay app bằng chấm chấm đúng không? Thử nhá. Này đúng không? Chấm chấm này. Hả? Không. Thầy bỏ cái app đi gì? Có bỏ xuống sườn không? Đây đúng không? Này, bỏ này. Vì sao nó lại sai? Có ai giải thích được không? Vấn đề ở đây các bạn là không hiểu cái vấn đề cái luồng logic ở trong bên đây. Lớp 1, lớp 9 có hiểu không? Có ai hiểu vì sao nó lại phải biết như này? Không hiểu. Đấy nhá. Chúng ta lưu ý này. Ở đây trong cái luồng dữ liệu chúng ta lấy, chúng ta truy cập cái đường dẫn là localhost sượt đến cái file nào? index.php đúng không? Chúng ta file này đúng không? Đúng chưa? Chuẩn không? Nó là cái file index.php thôi. Đúng chưa? Bây giờ cái đường dẫn từ cái file index.php này vào cái file student kia nó là viết như nào? Từ index này vào trong cái student.php thì đường dẫn nó ra như nào? Tao bảo sợ mô đồ đấy. Thằng index kia nó ngang hàng với cái mục app thì phải là app sượt mô đồ sượt student sượt PHP. Cái này mới đúng mà. Đúng chưa? Thế vậy tại sao tôi lại viết như này ở trong cái home controller? Cái việc quay trở lại vấn đề là cái việc mà chúng ta include hay là chúng ta require one ấy,
thì ý nghĩa của nó là như nào? Đó là mang nguyên vẹn cái nội dung từ cái file include đặt vào cái vị trí mà chúng ta include. Đúng không? Mà tương đương cái việc đây này. Tôi bê tôi việc thực hiện cái việc này đúng không? Tương đương với cái việc là tôi bê toàn bộ nội dung ở trong này. Tôi đặt vào đây. Đặt vào đây. Đúng không? Đúng chưa? Ồ, không đúng à? Ờ thì đúng. Đúng thì bây giờ các bạn mới quay nó là hợp lý chưa? Đây. Đây lý do vì sao tôi lại require cái đoạn là app Moodle Student. Bởi vì với mô hình MVC xây dựng kiểu như thế này thì chúng ta gặp cái file mà chúng ta cái trình duyệt nó trỏ đến ở đâu ấy thì cái điểm mà con đang ăn trên nó dịch ra tức là cái chỗ mà nó bắt đầu tiến hành là để đi require đi include ấy là bắt đầu từ chính cái file mà nhận được cái request mình gửi từ URL. Được chưa? Đấy là lý do vì sao mà cái home controller này tôi muốn dùng cái file student.php thì tôi phải require one từ cái app module. Được chưa? Sau đấy chúng ta vào tiếp là student.php thì chúng ta lại ở trên lúc kiểu cũ á là cái đoạn đầu tiên này. Đây. Thì chúng ta lại cần cái file là file base model. Đúng chưa? File base model thì chúng ta phải require vào mới dùng được. Thì chúng ta lại phải require bằng tiếp cái model base model.php. Thì ở đây cần rất là đây là không đúng. Mà chúng ta phải là app sượt model sượt base model.php thì mới đúng. Được chưa? Đó là lý do vì sao nó báo lỗi. Chồng mấy thằng này không hiểu gì, mặt đần thối. Cứ nhớ là cái file nào nhận request từ cái URL từ trình duyệt ấy thì cái file đấy là cái file tính là cái mốc để require và include vào ở trong tất cả các file phía sau. Thế thì được. Hiểu vấn đề chưa? Vâng. Rồi á, mình hiểu cái gì vậy? Hả? Đây hả? Như này à? Ờ thì đúng. Như này cũng đúng. Nếu chỉ require baymodel.pp cũng đúng. À nhưng mà chưa chắc nhé. Có thể máy ông có chạy, máy tôi không chắc đã chạy. À chạy thật. Đây, nếu các bạn biết như này cũng đúng. Nhưng thực tế là thường thường là người ta sẽ viết như này. Nó chính xác hơn. Nhưng mà sao require bay lại chạy được? À ừ, đúng rồi. File student này ngang hàng với file bay. Như này thì đúng, cũng đúng, đúng rồi. Hai thằng ngang hàng nhau. Nguyên gì? Thì sao? Bởi vì cái file student này cũng là một file require. Mà hai thằng ngang hàng nhau thì require nhau thì không cần phải lấy gì cả. Ví dụ như đơn giản các bạn, ví dụ như ông đang ở file index.php này nhá. Ông muốn require sang file a.php này thì được dẫn từ đây href sang bằng như nào? Href bằng gì? Bằng a.php luôn. Đúng chưa? Đây là cái logic bình thường của trình duyệt của thư mục thư mã. Được chưa? Đây thì sau đấy ở trong home controller chúng ta va đăng kết quả trả về từ student 2.2.on ấy thì nó sẽ ra cho chúng ta cái kết quả như thế này thì là đúng này. Có ra không? Index.php á. Đấy, chúng ta đẩy index này. Đẩy index để vào home controller gọi đến hàm student. Thế là đến chúng ta đến cái bước này rồi. Và student đã trả ra ngoài cái va đăng thì nó đã thực hiện xong bước 1 2 3 4 5 6 rồi.
Ờ chỉ đẩy cốt. Xem phải nào. Có các bạn lớp 09 có chạy ra kết quả không? Thế à? Thế của em nó ăn rồi. Hôm có chúng tôi làm sinh viên dẫn đến này. Ở nhà thì đây này. Tạm thai thì đây này. Đây. Cái này chạy cái này đúng không? Thì phải là từ đây. Từ đây này. Từ đây phải vào chung lô đúng không? Ở đây đúng không? Thì em mình dẫn là gì? Từ đây, ở đây. Hai, hai. Đâu? À đúng. Đâu, bà biết gì đây? Bà không muốn kẹo không? Rồi, biết ra đi nào. Cũng có một cái gì đó. Đấy. Thấy không? Thank you.
Du lịch qua thì bé xì. Thì đây là xì đầu tiên. Cảm ơn luôn. Có phải là ôn chưa? Thế mà sợ đi lên thằng ôn đầu thằng ôn đầu
Thank you.
Nghe cái gì đây? Vừa phải thôi. Không nhỉ? Thôi mình copy mua đồ lên mua đồ. Bên mua đồ bên duy định có về đấy. Cuốn bên cái dòng làm mãi không xong. Xong chưa? Mấy đứa kia sao rồi, kia xong hết chưa? À, không hết rồi gì? Tiếp. Đây là chúng ta đã đánh dấu là đến cái bước đến bước 6 này là đã lấy được dữ liệu từ cơ sở dữ liệu lên. Bây giờ đến bước tiếp theo là bước 7 là trả về cái view nào đấy. Thì cái cách làm của họ cũng khá là buồn cười, khá là hay nhưng mà nó cũng hay, không phải là không hay đâu. Đây ví dụ như ở trong cái si tin tức này chẳng hạn, các bạn thấy này. Họ sẽ có một cái biến là title, một cái biến là view và include một cái file cái khái niệm layout. Đúng chưa? Thế bây giờ tại sao họ làm như này? Và chúng ta làm thì có vấn đề gì không? Logic như sau này. Các bạn để nhá. Đây là cái biến và đây nó là cái biến. Thì cái này nó sẽ không ảnh hưởng đến cái việc chúng ta hiển thị như nào. Đúng chưa? Chẳng qua nó chỉ mang một cái này là mang một cái dữ liệu, cái này mang một cái chuỗi. Còn cái này nó mới là b nội dung của một file PHP khác vứt vào cái chỗ này. Đúng không? Thì như này chúng ta sẽ như sau. Bắt chước họ thì chúng ta phải hiểu họ làm cái gì đã. Đây. Tạo một cái thư mục này tên là layout. Tôi có một cái file nữa tên là main.php. Viết nhầm. main.php. Ở đây tôi viết code HTML. Ở đây tôi sẽ viết code HTML. Đấy ạ, ở trên này tôi sẽ luôn luôn echo ra. Tôi luôn luôn echo ra cái biến là title. Ở dưới này tôi sẽ có một cái thẻ div đi. Đây là H3. Một thẻ H3 là header. Một cái thẻ nữa là footer. Còn ở giữa này tôi sẽ có một thẻ main. Trong thẻ main này tôi sẽ tiến hành là code PHP. Và tôi tiến hành include one cái biến view. Không nhá. Bây giờ chúng ta có cái gì ở đây? Ở home controller này, thứ nhất chúng ta cũng tạo ra biến title bằng trang chủ đi. Một biến view bằng cái đường dẫn đến app-view-home page chẳng hạn.
.tp. Và cuối cùng là include one, cái app sược view sược layout sược main .tp. Được chưa? Đây là logic tôi giải thích nhá. Với cái dữ liệu kiểu này thì cái file duy nhất được thực thi á, nó là cái file layout đúng không? File main kìa, main.php đúng không? Trong cái file main.php đấy, khi mà đã include như này, chúng ta được quyền, chúng ta được quyền ở trong cái file main này, chúng ta được quyền sử dụng cái biến, cái giá trị của biến title và giá trị của biến view. Đúng chưa? Và vì sao người ta lại phải viết tay, người ta phải làm như thế này? Thì đây cũng là một cái ví dụ cho cái khái niệm về layout chúng ta để sau này. Layout ấy, nó giống như một cái khung giao diện có sẵn. Xóa tôi cái này nhá. Rồi chúng ta thực hiện xong bước này là hiển thị ra ngoài là hết cái vòng đời của MVC rồi. Tôi sẽ xóa đi, tôi viết cái logic của cái layout này. Thì các cái giao diện web của chúng ta ấy, cái bút đâu nhỉ? Bắt đầu rồi. Đây cái giao diện web của chúng ta sẽ chia, thường thường người ta chia ra như thế nào? Đây là header này, đây là footer này, đây là main này. Dạ. Thì thường thường cái nội dung web của chúng ta thì cái phần này nó giữ nguyên, phần này cũng giữ nguyên, chỉ thay đổi cái phần nội dung chính ở giữa này thôi đúng không? Nếu trong trường hợp mà chúng ta tiến hành là mỗi một cái đường dẫn chúng ta sinh ra một cái file view riêng á, thì bao gồm cả toàn bộ cái phần này, thì cái file nào chúng ta phải viết lại cái này, viết lại này, đúng chưa? Nó khá là vô nghĩa là một, còn có hại nữa. Bởi vì sao? Nếu sau này tôi muốn sửa cái logo thôi, thì tôi phải vào bằng đấy view, tôi sửa bằng đấy lần này, đúng không? Do đó người ta sẽ sinh ra một cái file bao quanh cái mớ này, có sẵn cái phần này, có sẵn cái phần này, để nguyên lên một file. Sau đó cái phần nội dung động này thì chúng ta sẽ lại include cái file view chính thức của cái đường dẫn, thì nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều so với cái việc mà lần nào mình viết lại này, đúng không? Ngoài ra nữa là cái gì? Thường thường chúng ta sẽ phải là những cái giao diện này thì chúng ta sẽ include, là sẽ nhét vào đây những cái file thường thường phía trên header ạ. Và thẻ head thì chúng ta nhét vào đây các CSS này, các cái file ở thường là các file CSS thôi. Số lượng file CSS ở trong một cái project rất là nhiều. Tí nữa tôi show cho các bạn xem một cái theme tôi tải về cái số lượng CSS và ảnh nó nhiều đến mức nào. Tiếp theo đến gì, cái phần này là đến CSS này, thì thường đặt ở dưới thì đưa hết vào trong cái phần header cũng vào. Còn những phần nội dung này là phần nội dung động, thì chỉ thay đổi cái này thôi. Nhưng mà cái này bao giờ các bạn lên Laravel thì nó còn kinh khủng hơn nữa. Nó sẽ rất là hay và dễ dùng. Được chưa? Thì ở đây với cái layout này, tôi viết sẵn ở đây chữ header, sau này viết cái gì vào header thì viết. Dưới này tôi viết sẵn chữ footer và ở giữa này chỗ là phần thay đổi, cho nên là tôi sẽ viết cái chữ main vào đây. Trong này tôi include one, tức là tôi lại nhúng thêm cái file, đúng không? File của tôi nó trả là file gì nhỉ? Home page đúng không? Thì tôi sẽ dùng tính nó tạo một cái file là làm cho một view, một file homepage đó, tôi nhét vào dùng cái file homepage để vào giữa của cái file main layout này, được chưa? Và trong cái web, cảnh báo các bạn một điều là trong cái website của chúng ta ấy, thì chúng ta có rất là nhiều layout, sau này sẽ có rất là nhiều layout, ví dụ layout về client, tức là layout về giao diện của người dùng cuối ấy, end user, layout cho phần admin này,
layout cho phần email. Đó, có rất là nhiều email, à, rất là nhiều cái layout, cho nên là chúng ta sau này số lượng layout của chúng ta không ít đâu. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ chạy thử. Thì để chạy thử được ấy, thì ở trong đây chúng ta phải tạo thêm cái file này đúng không? App view homepage. Thì chúng ta vào view này, tạo file mới tên là homepage.php. Thì trong này chúng ta sẽ chỉ dựng ra cái table thôi. Thì bao gồm là ID của student này, name của student này, class, à quên có là class nhỉ, address, tôi viết ít thôi nhá. Phần này lấy ra khá là dễ. For x của cái biến student sc sst. Thì bây giờ chúng ta sẽ có td là echo của cái st trỏ đến id này, st trỏ đến name và st trỏ đến address. Đó, chỉ sinh ra mỗi cái bảng ở trong cái nội dung ở trong cái thẻ mail kia, lấy cái gì thì chúng ta viết ở trong này. Thì đã chạy ra chưa? Các bạn thấy là cái bảng này nó nằm giữa header và footer. Để chúng nó xong đi á, chạy hỏi gì chạy đi không chạy có lỗi không? Chứng tỏ là trong DB cũng chưa có gì hoặc là chưa lấy được gì ạ. Nó sẽ ra rơi tình huống đấy. Được chưa? Các bạn có ra không? Có bị lỗi không? Hả? Cái này nào? Cái này á? Cái này tương đương với echo. Ừ.
Sao vấn đề của ông là gì? Chạy được rồi. Vì sao lại chạy được? Trước vì sao lại lỗi? Trước là vì anh chơi cô. Phú vị nhẹ. Có ai bị lỗi không? Không dạ. Nè. Cái mục đâu? Không biết ạ. Ờ. Cái kéo vào chứ. Đây à? Cái file in đây đâu? Đấy, chờ tí. View này có gì đâu. Chưa có hộp bếp này, hộp bếp để đâu? Hả? À, hộp bếp đâu? Hộp bếp để một cuốn giày à? Bộ láo. Đấy, đấy ông nhìn để đâu? Để trong bếp. Đâu rồi, still the next scene. Trời ơi. Đi. Đó. Hả? Tại em không biết bữa đâu. Hả này. Điều vết gì này. Không biết. À, cô làm gì có cái này? Đặt đi click nhé. Cô đặt cô chút thư mục của cô đâu có giống tôi đâu. À, mình nhìn mình như nào chứ. Mình biết mình là ai chứ. À, là cha. Bỏ hết mình này ra. Chưa là rồi. Biết cục lung rơi rồi ngày nó chẳng biết cô chút thư mục mình nó như nào đâu ấy. Biết cục lung rơi rồi ngày cha thì kiểm tra pH mình dùng thuốc thế này xong chưa cái thằng này nước phê cần làm biết nước phê cần để biết trong demo chứ là không nhận biết nó trong demo luôn chất như cái quân biết trong cái hộp vết để làm gì có tác tính nào với ba đi có đâu không có à. Thank you.
incumbents. Để về chỗ gì ạ? Rồi,
Thì đây, nãy giờ chúng ta xây dựng ra một cái vòng, một cái request, giải quyết chỉ mới một cái request thôi nhá. Nó trang chủ của cái mô hình MVC. Sau này chúng ta sẽ dựng như này. Luôn luôn là bắt đầu từ một cái file PHP nào đấy ở phía ngoài, đúng không? Sau đó nó sẽ gọi đến một cái file controller nào đấy để xử lý. Mỗi một cái file .pp ở phía ngoài, nó gọi là file phía ngoài này, thì nó sẽ gọi đến duy nhất một file controller thôi, đúng không? Nó gọi đến duy nhất một file controller thôi, và nó sẽ bắt đầu cái vòng đời nó từ cái file controller này. Yeah. Trong file controller các bạn cần dữ liệu gì, cần bao nhiêu cũng được, tôi không quan tâm. Thì cần bao nhiêu thì các bạn lại tạo ra, lại côn đến cái model. Đây các bạn này, tạo ra cái model và gọi đến nó, gọi để lấy dữ liệu. Các bạn có thể tự viết hàm hoặc là xây dựng lấy trên dựa vào cái model có sẵn, cái bay model có sẵn ấy. Sau đó chúng ta lại đơn giản là truyền tiếp những cái giá trị, ví dụ như cái biến tay đầu biến view này, nó mặc định phải có này, bắt buộc phải có, không có bạn chạy đâu. Ví dụ tôi comment cái này vào phát chết ngay, đây comment này vào phát chết ngay đó, không có chết ngay lập tức, thì cái biến view và cái biến title này bắt buộc các bạn phải có. Sau đó các bạn truyền ngang đây là gọi này, côn đến một cái file view, ra một cái giao diện, cái này là cái layout. Cái layout nó sẽ sử dụng cái biến title và sử dụng cái đường dẫn đến cái file view chính thức của chúng ta và nhét nó vào giữa. Thì đây nó là cái vòng đời của mô hình MVC bao giờ vậy, từ cái file index này chạy vào controller này và trong hàm controller này tương tác với DB thì thông qua model này và côn ra một cái layout và chuyển cái view vào giữa cái layout rồi. Được chưa? Làm cách này thì nó rất là tù. Tù ở chỗ nào? Thứ nhất, cái số lượng file của chúng ta thực ra nó không nhiều lắm, nhưng mà cái tù ở cái chỗ ấy, cái đường dẫn. Ví dụ đây các bạn, tôi cho các bạn xem. Nếu mà chúng ta vào trang quản trị ấy, đúng không? Trang quản trị của website ấy, thường thường chúng ta vào cái đường dẫn gì? Sược gì? Sược admin đúng không? Thì là chúng ta lại phải có cái này. Thư mục admin này. Vào admin thì chúng ta phải vào trang dashboard đúng không? Tức là trang chủ của cái phần quản trị ấy. Thì chúng ta lại phải có index.php. Chết mẹ lại nhập. Run tay. Index.php này. Đồ xếp. Đây. Sau bây giờ các bạn dẫn cho tôi cái đường dẫn này về cái file controller cái. Ví dụ dẫn về home controller. Dẫn như nào? Dẫn như nào về home controller? Chấm chấm sườn. Home controller. À, chấm chấm sược app, sược controller, sược home controller, đúng nhá. Thế vậy thì tiếp theo thì nếu mà nó làm một cái hàm nằm trong controller rồi, thì tôi cái này tôi có sửa được không? Sửa thì chết trang chủ ngay, đúng không? Sửa các bạn ngay lập tức là chết ở cái trang chủ, bởi vì trang chủ của chúng ta nó chỉ đơn giản là từ cái index này nó vào trong home controller thì chúng ta phải dùng cái đường dẫn này, đúng không? Nhưng mà nếu mà từ cái thằng index của admin thì chúng ta bắt buộc phải thêm một cái chấm chấm sược vào đây thì nó mới chạy, phải không? Thế vậy giờ chúng ta giải quyết như thế nào? Cho thằng admin vào trong app linh tinh sao đấy, nó rắc rối đấy. Nếu mà chúng ta làm kiểu này thì cái những cái đường dẫn đến như này chúng ta rất mệt. Cách giải quyết, nếu mà muốn giải quyết tất nhiên là sẽ giải quyết được, cực dễ. Chúng ta làm này này. Chúng ta có một trong này, chúng ta có một cái biến là biến, ví dụ tôi đặt là biến hin đi, bằng cái chấm chấm sược này. Sau đó ở index này tôi cũng có một cái biến hin, nó bằng string rỗng. Cái gì ạ? Gì ạ? Tôi vừa làm gì vậy? Đây. Đây. Thì thằng index này tôi gọi đến include one đến cái $hin chấm như này. Thằng admin này tôi cũng gọi đến thằng kia là bằng cách là $home $ctr require one bằng cái $hin chấm đường dẫn như cũ thôi. App sược controller sược home controller.php.
Ở đây chúng ta tiến hành là CTR bằng new home controller và CTR trỏ đến hàm index chẳng hạn. Như này nó sẽ chạy. Ví dụ không chạy đâu. Vào trong home controller, nhưng mà như này ít ra vào trong đến home controller nó vẫn chạy. Nhưng mà vào trong có view được ra, có côn được đến cái model hay là côn ra view được hay không thì không biết. Đúng không? Nhưng mà ít ra như này nó sẽ vào được trong đến index. Ví dụ như này. Tôi sẽ echo ra đây là trang chủ. Đây tôi echo ra đây là trang chủ. Thì chúng ta vào bằng cái đường dẫn là index như này cũng vào được trang chủ này. Chúng ta vào bằng cái đường dẫn là admin. Admin sượt index như này. Ôi giời. Đây nó bị lỗi do cái thằng require phía trên của home controller này. Thì vào như này chúng ta cũng sẽ vào được trang chủ. Đúng không? Nhưng mà với những cái này thì tèo. Đúng không? Cho này vào thì tèo, bởi vì đường dẫn của nó bắt buộc phải là gì? Chấm chấm sửa. Đúng không? Bởi vì là nằm trong thư mục admin mà. Thì chúng ta lại phải $him chấm. Nó khá là ngu học. Theo tôi quan niệm như vậy. Đúng không? Đấy, nếu mà chúng ta làm thì cái bài này đưa đi thi thì người ta đưa vào như thế này thì sẽ chạy được, bởi vì nó không phức tạp về cái vấn đề trỏ đường dẫn. Nhưng mà thử sướng admin phát ra khóc bằng tiếng mán ngay. Chết sặc tiết. Đúng không? Nhưng mà thôi, học để đi thi. Cho nên là chúng ta vẫn phải theo thôi. Tôi sẽ gửi cái bài này lên. Gửi cái bài số qua kìa. Gửi lên để nó có bạn về các bạn luyện. Luyện cái MVC theo kiểu cổ điển như này, kiểu Wuxi. Tôi về đây cứ chửi cái này không biết bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu khóa, lần nào cũng chửi mãi không đổi. Thế mới hay. Đó. Đấy là về cái cách sử dụng cái mô hình MVC theo kiểu truyền thống cổ điển. Đúng. Các bạn phải làm bài thi thực hành. Các bạn sẽ phải làm hai việc. Việc thứ nhất là làm bài thi thực hành. Thế như có cả thi lý thuyết này. Việc thứ hai là các bạn sẽ phải bảo vệ một cái project do các bạn tự làm ra. Đó, qua hai cái đấy thì các bạn mới nhận được chứng chỉ. Hiểu vấn đề không? Trông mặt đần thối là hết rồi. Đây là một đề thi mẫu này. Nó cho chúng ta cái khung. Nó cho chúng ta cái khung của website, ví dụ như giao diện này. Nhưng mà nó không đổ dữ liệu ra ngoài. Bắt chúng ta phải điền vào, viết code để lấy được giao diện đổ ra ngoài. Đó, theo mô hình MVC ở hướng đối tượng. Thì đấy, chúng ta khi nốt vào, ví dụ như này này. Ví dụ như tôi đang có cái index này nhá, các bạn thấy này. Nó người ta viết sẵn cho chúng ta cái trang như này. Những trang này viết sẵn luôn để biết dùng controller nào, hàm nào. Được chưa? Xong rồi sau đấy thì chúng ta sẽ phải lần theo. Người ta chỉ có mỗi cái này thôi. Đây này. Người ta chỉ có mỗi cái đoạn này thôi này. Đấy. Viết nốt vào. Viết nào viết. Viết nốt text vào. Lần theo để làm sao đổ ra dữ liệu. Như ở dưới này các bạn thấy này. Thấy không? Người ta chỉ input one cái gì đấy thôi. Còn dùng như nào kệ. Làm được thôi. Thế nên tôi phải bắt buộc phải dạy chúng ta cái kiểu MVC như này. Là thấy nó input cái gì thì phải biết được mà new cái đối tượng thuộc về cái class đấy. Xong rồi gọi một cái hàm nằm trong. Đúng chưa? Hàm nằm trong thì có thể mình tự viết ra hoặc là của người ta có sẵn thì mình lại phim. Ví dụ như cái hàm này này. Cái hàm trong cái model này. Đây, tin tức đây. Đây các bạn thấy này, hàm nó chỉ có thế này thôi. Đọc tin tức theo mã loại tin này nó chỉ thế này thôi. Còn nội dung chúng ta viết nào đấy là việc của chúng ta. Tôi viết sẵn cho chúng ta cái logic cho trang chủ để chúng ta dễ lần. Nhưng mà nếu mà về sau thì chúng ta phải những cái hàm khác thì chúng ta phải tự hoàn thiện thôi. Đấy là mới gọi là luyện. Thấy chưa? Chứ còn thực ra sau này các bạn đi làm ấy, công ty nào mà còn áp dụng cái kiểu MVC này các bạn nghỉ việc ngay cho tôi. Thật. Bởi vì làm kiểu này là thế hệ của những cái ông mà làm web từ những cái năm mà 99-2000 2008 2007 thì người ta còn dùng kiểu này, kiểu ngu học như này. Nhưng mà sau này phát triển PHP, phát triển lên version 4, version 5, version 6, version 5, version 5.5 ấy, không ai dùng cái cách này nữa rồi. Nó ngu quá.
Cho nên là những cái công ty nào mà còn dùng kiểu này các bạn cứ nghỉ cho tôi. Nghỉ về đây tôi xin việc cho. Không phải sợ. Nha. Đây là học để đi thi lấy chứng chỉ. Thì chúng ta cứ phải pass thôi, bởi vì chúng ta không thay đổi được. Chứ còn công ty thì không có chỗ này thì chúng ta có chỗ khác, không phải xoắn. Đấy chưa? Đây là cái mô hình MVC theo kiểu truyền thống. Đó. Đấy, em học thì không học em thì... Ừ? Thì không học em là có hai bài thi. Thì bây giờ biết. May mà được học lại còn gì nữa. Tao bất ngờ. Ở đây trung tâm học xong chúng ta có chứng chỉ mà. Thì giờ mới biết. Hả? Bên bên thuần. Ừ. Còn cái project của chúng ta thích làm bằng Laravel cũng được, hoặc là bằng framework nào cũng được, trừ những cái CMS dựng sẵn như WordPress, hoặc là Drupal, hoặc là Magento, hay là Concrete thì không được dùng. Chúng ta phải tự code lại. Tất nhiên là không phải code lại toàn bộ cái framework, mà là dùng cái framework đấy, ví dụ như Laravel, CodeIgniter, Z hay là Falcon gì đấy, thì các bạn code dùng một website. Sau đó các bạn bên đấy các bạn bảo vệ. Trong buổi bảo vệ đấy sẽ có doanh nghiệp đến phản biện chúng ta. Nếu mà phản biện ngon thì nó tuyển luôn. Chuyện rất bình thường. Ừ, tuyển luôn, không làm đấy là việc của mình. Được chưa? Hôm vừa rồi tôi đi chửi với mấy thằng ngắn hạn đây. Nó bê cái project là một tuần đi bảo vệ. Mình chửi nó sấp mặt. Tức là đấy chỉ là một tính năng rất là nhỏ, đọc file Excel và xuất ra file, xuất ra cái giao diện HTML. Thế cũng bê đi bảo vệ. Rất là củ động. Được chưa? Đây là cái có cần xem lại không? Xem lại thì chúng ta về chúng ta xem lại video nhá. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn. À chắc cũng không còn nhiều thời gian nữa. À thôi được rồi, đây như này. Chúng ta xây dựng tiếp. Để bắt đầu xong buổi sau tôi sẽ hướng dẫn chúng ta dùng cái Composer để áp dụng cho một cái mô hình MVC hoàn toàn mới của tôi dựng ra. Thì nó sẽ hiện đại và nó gần với Laravel hơn rất là nhiều so với cái cách mà chúng ta đang sử dụng bây giờ. Nhưng mà để cho làm quen ấy, thì chúng ta sẽ làm cho tôi cái việc này. Để tôi bỏ cái hình hiếc này đi nhá. Trả lại tên cho em. Đây, vẫn tự index thôi, không có hình hiếc gì nữa cả. Bây giờ các bạn thử làm cho tôi cái này. Đây, về trang chủ nhá. Rồi. Tôi sẽ chuyển cái tên này thành một cái đường dẫn. Được chưa? Ví dụ như này. À thật dụ chứ ví dụ cái gì. Đây. Tôi sẽ chuyển cái tên này trở thành một cái đường dẫn. Thẻ A này. Upgrade bằng edit detail student.php hỏi chấm ID bằng echo ra cái ST trở đến ID. Sau giờ đó là chúng ta hiển thị cái name. Đây như này. Thì ở đây chúng ta sẽ chuyển nó thành một cái đường dẫn như này. Các bạn thấy không? Các cái ID nó thay đổi đúng không? Sang file nào thì các bạn tự tạo ra, các bạn tạo cho tôi thêm một cái vòng của MVC nữa. Mục đích để lấy ra thông tin của cái thằng được kích vào. Thông tin trong DB chúng ta có rất là nhiều thông tin đúng không? Ví dụ như tên này, email này, ngày sinh này, địa chỉ này, giới tính này, trường học này, trường các bạn học là gì. Thì hiển thị thông tin chi tiết ra ngoài này của một student được click vào. Được chưa? Hiển thị đâu? Đó, dựa vào cái ID của nó. Đấy, truyền nó có thế thôi. Tán đi. Muốn làm nào làm, miễn làm sao theo đúng được cái đường của MVC lấy ra được cho tôi. Hả? Để cốt lên nhé.
cái gì vậy? Chuyển đi đâu? Mày định chuyển lên cái gì? Mac à? Kinh. Hịp nhè. Thế luôn. Giờ làm sao để... Các bạn chờ tôi tí nhé để tôi...